Hello các bạn, đã trở lại với channel của mình. Vâng, mình là Hưng đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ review một cái con game có tên là đuôi xe tên gì rồi mất tiêu rồi. Mega Mega Ramstone. Ok. Đọc như vậy đi. Bởi vì căn bản tiếng Anh mình không có biết. Ok. Thì đây là những cái mẫu xe mà nó hồi ơi, chơi gì mà tiền bạc không vậy? Ok, đây là chiếc xe đầu tiên nó cho mình các bạn. Ok, ở đây thì nó sẽ có chọn Elite. Ok. Xe đồ như cũng tiền không vậy? Chơi gì? Lua. Ok. Cái quần què vậy? Hồi mới vô có quảng cáo rồi đây mà. Rồi game mới vô có quảng cáo rồi thấy hơi sai sai. Quảng cáo không chụp bảo què nữa. Quảng cáo không chụp bảo què thì nó hơi căng à nha. Lâu lâu mình đi review mấy cái tựa game này nó dạng như là đánh giá 4 năm sau á anh em. Để anh em nào mà dạng như là không biết game nó hay không mà muốn tải gì á thì các bạn hãy lên comment để coi thử game nó hay không nha. Mình sẽ review chân thật nhất. Mình không có nhận BA từ bất kỳ một tựa game nào hết. Mình cảm thấy nó như thế nào thì mình cứ tế tử mình sẽ đăng lên kênh mình. Nếu như bạn biết cái như kênh kia review review đồ mình review game thử. Ok, đu xe các bạn ơi. Quẹn dùng mì. Cái này là gì ta? Wow, quay được vòng trọng luôn nè. Cái này giống như là đuôi này giống như là chạy giật địa hình vậy đó anh em. Né nó ra hả? Không, cứ chạy thẳng anh em ạ. Có mấy game này đâu có khó chơi đâu. Nhìn là cái gì vậy? What? Vô lý vả lúa. Quái cực thiệt vô lý. Really? Wow. Nhiều khi đôi khi mình review mấy cái tựa game này nhìn vui vậy. Ở đây có thấy không? Này là cái gì? Chụp hình hả? Ôi ngóc nhìn anh em ạ, ngóc nhìn nhìn tấu hài thật sự. Game này đánh giá là 4 sao rưỡi á anh em. Coi nè, nó giống vật lý Ấn Độ á, bể công vật lý, chạy xe hoặc là chạy trên đường trường. Trời ơi trời, té. À, mà không bấm nút chạy chạy này nó vậy á anh em. Chu 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 cha mẹ ơi. Rồi rồi, mình chạy trên làn xanh luôn anh em ạ. À. Ấy da. Mẹ nó. Không có gì làm khó được tôi hết á. Anh em có tin tôi. Cái bình nitro này có như không vậy? Ui em khó. Anh em coi nè, trực thăng. Cái quần què vậy? Ok. Ok. Và tụi em này được đánh giá là 4 sao rưỡi nha anh em. Coi nó chạy nè. Lừa. Game tên gì ta? Mega Rap. Để là mình coi lại coi. Mega Rap gì mình chạy đơ 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 vậy ba? Mega Rap Stun.
Game này đánh giá là được, game này đánh giá là 4.4 sao nha anh em. 4.4 sao mà nghĩ sao vậy trời, coi nè. Trời ơi là trời. Phá vỡ mọi định luật. 4 sao mày coi cho điều khiển xe khó vãi lúa. Cái quần què vậy? Mé quạo rồi nha. Thôi, quảng cáo liên tục luôn. Thôi. Anh em là muốn chơi tải game cái gì nha. Còn nói với tôi thì chắc không rồi.